Theo đó, vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 1, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tín, sinh năm 1985, ngụ tại thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Bình Thăng, tỉnh Quảng Nam, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, mang theo 2 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn quân dụng và 7 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu Tín khai nhận đối tượng được một người lạ bên Lào thuê vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam với số tiền 120 triệu đồng. Khi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, có người liên hệ để nhận hàng và trả tiền công. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.